Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày đang gây ngập úng và chia cắt tại nhiều tỉnh của Nam Trung Bộ. Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhờ vào thành phố đã tiến hành cải cách hành chính một cách mạnh mẽ. Tăng cường hợp tác giáo dục Việt-Nga do nhu cầu thực tập sinh của hai nước không ngừng được tăng lên trong những năm qua. Mở đầu sẽ là thông tin về tình hình mưa lớn tại Nam Trung Bộ. Theo đó thì nhiều nơi của tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn đang bị ngập và chia cắt do mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày qua. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình từ sáng cho đến đêm ngày hôm qua thì giao thông bị ngưng trệ do nước ngập, xe cộ không thể qua lại được. Hiện Thăng Bình là địa phương bị mưa lớn gây ngập nghiêm trọng nhất. Ở một số xã như là Bình An, Bình Tú, Bình Trung, nước đã ngập cao gần 1 mét, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Còn tại Đà Nẵng, nhiều xã của huyện Hòa Vang bị ngập, nhiều khu vực bị chia cắt. Huyện Hòa Vang có hơn 200 hộ dân bị ngập nước và đến nay thì toàn Đà Nẵng có gần 130 ha rau màu bị thiệt hại. Và hôm nay thì học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục được nghỉ học. Mưa lớn tại Quảng Nam cũng đã làm cho nhiều khu dân cư bị ngập sâu ở trong nước và có nơi ngập từ 0,5 cho đến 1 mét khiến cho cuộc sống của người dân hết sức khó khăn. Đây là cổng vào thôn An Dương, xã Bình An, huyện Thăng Bình, bị ngập trong nước cao hơn 1 mét. Nước dâng cao đã cô lập hoàn toàn khu dân cư bên trong với tuyến quốc lộ 1A ở phía bên ngoài. Và trên tuyến quốc lộ thì cũng không khác gì là mấy. Lực lượng chức năng đã phải túc trực từ sáng sớm đến tối để ngăn không cho xe di chuyển về hướng thành phố Tam Kỳ do cả đoạn đường 6 km cũng bị ngập chìm trong biển nước. Ngày hôm qua là một số cái tuyến sung yếu mà đi ngang qua quốc lộ là chúng tôi đã cắm biểu bản và là cắt trực lực lượng ở địa phương để mà không cho nhân dân đi qua lại gây tai nạn. Và phối hợp với là công an giao thông tỉnh thì là cũng chốt chặn một số điểm. Trong đó là công an tỉnh thì là đã chốt chặn ngay chỗ cái góc để mà hướng dẫn xe ở phía ngoài vào đi để đi cái tuyến cao tốc. Hiện Thăng Bình là địa phương bị mưa lớn gây ngập cục bộ trong khu dân cư nhiều nhất tại tỉnh Quảng Nam. Ở một số xã như Bình An, Bình Tú, Bình Trung, nước đã ngập cao gần 1 mét trong 2 ngày. Nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Người dân đã phải rất vất vả trong việc di dời tài sản và bảo vệ tính mạng của bản thân. Cái lục này là tôi thấy là quá là phức tạp. À, trong mấy ngày mà mưa ròng rã, mưa rất to, mưa trong hai ngày và đêm là nước đã dâng cao, dâng có cái nhà là nam tắc, còn cái những cái vùng sau là trên 1 mét. À, hiện nay là coi như là toàn bộ là có số là lúa gỗ là bị ướt ẩm nè, rồi heo vịt là đều bị chết trâu, là vì trước đây vì tôi năm 94 trở lại là tôi làm cái nhà là chưa bao giờ mà lên cái mức nước như thế. Qua theo dõi và quan sát của người dân thì trong đêm hôm qua đến sáng nay, lượng mưa tại tỉnh Quảng Nam đã có giảm xuống. Mực nước tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh có rút, nhưng rất chậm, vẫn gây ngập úng. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn túc trực sẵn sàng ứng phó với những chuyển biến của thời tiết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày hôm qua thì lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm, mực nước ở các sông đã bắt đầu xuống và hiện chính quyền và người dân đang phải tập trung để khắc phục hậu quả của lũ lụt. Trong lúc qua sông Trà Bồng, trông coi hồ tôm, ông Nguyễn Xuân Tâm, 51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đã bị nước lũ cuốn trôi. Chính quyền xã Bình Đông đã huy động trên 40 dân quân cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Do sóng to gió lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện là các lực lượng công an, biên phòng, lực lượng dân quân và thanh niên xung kích huy động toàn lực lượng và nhân dân đang đi tìm kiếm. Mưa lớn cũng đã làm cho 50 ngôi nhà ở xóm Bầu, thôn Tân Hy và thôn Thượng Hòa thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn chìm trong biển nước. Đồn biên phòng Bình Đông, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã điều động lực lượng, phương tiện, tổ chức di chuyển con người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn. Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi làm 2 người thiệt mạng và mất tích. Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng của sạt lở núi,
nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở và chia cắt. Việc khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh Quảng Ngãi đang gặp nhiều khó khăn do một số tuyến đường vẫn đang bị chia cắt. Xin được tiếp tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn. Và có được điều này là nhờ thành phố đã tiến hành cải cách hành chính một cách mạnh mẽ. Trong đó thì phải kể đến việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, kết nối và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Chỉ chờ đợi có 3 ngày, đã có trên tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hàng tá hồ sơ. Qua nhiều khâu phê duyệt, mất nhiều tuần doanh nghiệp mới nhận được. Thời kỳ chậm chạp đó đã qua. Doanh nghiệp giờ chỉ cần đăng ký trực tiếp qua mạng, thậm chí không cần mất công đi nộp hồ sơ trực tiếp. Càng ngày thì việc cải cách hành chính và mọi thủ tục của Sở Kế hoạch Đầu tư diễn ra rất là đơn giản và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục một cách rất nhanh chóng và nhận kết quả cũng như vậy. Không chỉ với các nhà đầu tư trong nước, thủ tục hành chính thuận lợi cũng chính là yếu tố then chốt tạo nên sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn thủ đô Hà Nội là điểm đến đầu tư. Chúng tôi luôn luôn đánh giá cao các chính sách khuyến khích đầu tư của thành phố Hà Nội. Chính những chính sách, cơ chế đó đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng và phát triển thành công môi trường đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam. 11 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 21.000 doanh nghiệp. Chỉ riêng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã đạt hơn 6,5 tỷ đô la Mỹ. Trong cái khâu gia nhập thị trường của doanh nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ của thành phố thì Hà Nội cũng đã nỗ lực để xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng cái những cái tiện ích để hỗ trợ người dân để đảm bảo là gì, người dân có thể thuận lợi nhất trong quá trình gia nhập thị trường cũng như trong quá trình hoạt động. Theo lộ trình phát triển và xây dựng thủ đô giai đoạn 2015-2020, Hà Nội sẽ cần có khoảng 2,6 triệu tỷ đồng để đầu tư phát triển. Tuy nhiên, khi mà nguồn ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 20%, thì việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi, thông thoáng sẽ chính là giải pháp để Hà Nội đảm bảo thực hiện mục tiêu đã đề ra. Vào tối ngày 10 tháng 12 tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 năm 2018. Chương trình là cơ hội để tỉnh Đắk Nông giới thiệu hình ảnh cà phê đến với quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành cà phê của Việt Nam. Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức theo định kỳ vào ngày 10 tháng 12 hàng năm nhằm tưởng nhớ đến lời động viên và chủ trương phát triển cây cà phê của Bác Hồ cách đây 57 năm. Nhân dịp Bác về thăm nông trường Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An vào ngày 10 tháng 12 năm 1961. Từ chủ trương đó, sau nhiều năm nỗ lực, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê. Việt Nam là một thị trường xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới và với việc tham dự Ngày Cà phê tại Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu những mặt hàng mới cũng như các giá trị tối thiểu, các chính sách về phúc lợi để đảm bảo thu nhập cho người trồng cà phê. Bên cạnh đó, với 53 gian hàng đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Ngày Cà phê Việt Nam, còn là dịp để các doanh nghiệp sản xuất cà phê kết nối, giao thương và quảng bá hình ảnh cà phê Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế, tạo tiền đề cho mục tiêu đạt 6 tỷ đô la Mỹ về kim ngạch xuất khẩu cà phê vào năm 2030. Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018. Chất lượng phù hợp khẩu vị và vừa với túi tiền là chìa khóa để đưa nông sản của Việt Nam tiếp cận với người tiêu dùng, dù ở bất cứ đâu trên thế giới. Đó là những điểm mấu chốt, nhưng trên thực tế thì không dễ để có thể thực hiện. Ví như là thị trường Philippines, thị trường này có nhu cầu rất lớn với hàng nông sản của Việt Nam, và đặc biệt là gạo, cá tra, hạt điều hay là cà phê. Nhưng lượng hàng mà chúng ta xuất khẩu sang Philippines thì vẫn còn rất là khiêm tốn. Điều này có thể thấy rõ tại các siêu thị ở Philippines. Phở, mì, đồ khô, gia vị, nước chấm và cá tra. Đây là những mặt hàng thực phẩm Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên giá hàng các siêu thị ở Philippines những năm gần đây. Trong đó thì cá tra Việt Nam được người Philippines gọi là cream dory là sản phẩm bán chạy nhất. Tôi đi mua cá tra phi lê này hàng ngày bởi vì tôi có quán ăn và rất đông khách thích món này.
Cá tra Việt Nam có tiềm năng lớn tại thị trường Philippines bởi giá cả cạnh tranh, được người dân ưa chuộng. Thực tế là tại thị trường Philippines thì hầu hết sản lượng cá tra là đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, sự hiện diện của hàng Việt Nam còn khiêm tốn. Tại siêu thị Robinson này, mới chỉ có 180 trên tổng số 18.000 mặt hàng kinh doanh của siêu thị là từ Việt Nam, tức chỉ chiếm 1%. Ở đây có rất là nhiều hệ thống siêu thị lớn, tuy nhiên nhiều khi họ không nhập khẩu trực tiếp. Họ chỉ thông qua các trung gian mà cái chi phí để dành cho hoạt động marketing là rất lớn. Giải pháp đặt ra lúc này là tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu giữa doanh nhân hai nước, và đặc biệt là phối hợp với các chuỗi siêu thị lớn để tổ chức các ngày hàng Việt Nam, qua đó tăng cường khả năng nhận diện và kích cầu tiêu dùng hàng Việt Nam tại Philippines. Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để quảng bá chất lượng của sản phẩm Made in Việt Nam. Tập đoàn JG Summit có thể giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Philippines thông qua hệ thống các chuỗi siêu thị của tập đoàn. Cá tra được quảng bá mạnh tại hệ thống siêu thị của chúng tôi và chính người tiêu dùng Philippines cũng truyền tay nhau về chất lượng cá tra Việt Nam. Thực tế cho thấy tiếp tục đẩy mạnh việc nhận diện thương hiệu hàng Việt Nam tại Philippines sẽ là một trong những biện pháp hữu hiệu để có thể có thêm nhiều hàng Việt Nam có tiềm năng đến với thị trường này thời gian tới. Hữu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam từ Manila, Philippines. Xin được chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Báo VN Economy đưa tin thêm một ngành hàng của Việt Nam lọt vào top xuất khẩu tỷ đô. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, sản phẩm dây và cáp điện của Việt Nam đạt mức tăng trưởng là 30,3%, kim ngạch là 1,42 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng qua, trở thành nhóm hàng mới có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô của Việt Nam. Dây điện và dây cáp điện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất là sang thị trường Trung Quốc với 530 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này. Thị trường lớn thứ hai của dây và cáp điện Việt Nam là Nhật Bản với kim ngạch là 278,5 triệu đô la Mỹ, tăng 21,46% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo The National của Thái Lan có bài viết Startup đổ vào ngành logistics của Việt Nam. Ngành logistics là một điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của Việt Nam nhưng đồng thời cũng đang có rất nhiều cơ hội cho các startup với các ứng dụng công nghệ. Trong một báo cáo của Stop Plus, chi phí logistics trên GDP của Việt Nam là 20,8%, còn mức trung bình thế giới là 10 cho đến 11%. Theo nhận định của CEO công ty Abivins, quy hoạch đô thị không hợp lý và cơ sở hạ tầng giao thông kém phát triển là những lý do cho tình trạng trên. Trong khi đó, hoạt động thương mại của Việt Nam và lượng đối tác giao dịch nước ngoài ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu cao về dịch vụ logistics. Các startup có công nghệ và phần mềm hiện đại để tối ưu hóa các quy trình và hệ thống cơ sở vật chất ngành logistics. Dù có nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm, các startup trong nước vẫn có lợi thế trong ngành logistics như là am hiểu về thị trường, nhu cầu, cách làm việc, được ưu đãi thuế của chính phủ. Cũng trên báo VN Economy có bài viết nhập khẩu nhiều loại nông sản tăng mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì giá trị nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2018 đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng toàn ngành lên 28,8 tỷ đô la Mỹ và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 11 tháng qua, thì những mặt hàng nông sản có giá trị nhập khẩu tăng mạnh nhất là mặt hàng rau tăng 45,4%, kim ngạch là 458 triệu đô la Mỹ, mặt hàng ngô tăng 40,5%, mặt hàng muối tăng 36,5%, kim ngạch là 22 triệu đô la Mỹ, mặt hàng bông tăng 28,6% và kim ngạch là 2,8 tỷ đô la Mỹ. Trang tin tiếng Nga Asia Việt Nam có bài viết về 3 thành phố của Việt Nam được đưa vào danh sách những nơi tốt nhất để sống cho những người du mục số. Danh sách này được đánh giá dựa trên các tiêu chí như là chi phí sinh hoạt, tốc độ Internet, thời tiết, giá, bia và sự thân thiện của người dân địa phương. Đứng ở vị trí đầu tiên là thành phố Nha Trang, nơi mà chi phí sinh hoạt cho một freelancer là 539 đô la Mỹ mỗi tháng. Ở vị trí thứ 5 là thủ đô Hà Nội, nơi mà bạn có thể sống
trong một tháng với chi phí là 859 đô la Mỹ và ngay sau Hà Nội là Đà Lạt, nơi chi phí sinh hoạt của một người du mục số trên mỗi tháng chỉ là hơn 900 đô la Mỹ. Việt Nam được coi là một trong những quốc gia tốt nhất cho người nước ngoài. Theo thông tin chính thức, có hơn 83.000 công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, Việt Nam tham dự hội nghị đàm phán tài chính khí hậu COP24 tại Ba Lan. Nhiều doanh nghiệp lữ hành tăng tuyến phục vụ tour đi Malaysia, thế nhưng vẫn không đủ đáp ứng hết tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự. Tại hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc COP24 tại Ba Lan, đoàn đàm phán của Việt Nam đã kết thúc tuần đàm phán kỹ thuật. Từ ngày hôm qua, thì một số vấn đề nảy sinh đã được chuyển cho phần đàm phán chính trị vào tuần này. Đoàn Việt Nam có 38 chuyên gia kỹ thuật từ 9 bộ tham dự hội nghị. Và thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ thành phố Katowice, Ba Lan. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành làm trưởng đoàn, ngày hôm qua đã tham gia đối thoại cấp cao về tài chính khí hậu. Cuộc đối thoại có mục đích diễn dịch nhu cầu tài chính khí hậu thành hành động cụ thể. Trong tuần trước, đàm phán kỹ thuật đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề nảy sinh vào cuối kỳ đàm phán kỹ thuật là các nước phát triển đang cố tình làm mờ đi một số khái niệm liên quan đến tài chính, né tránh hay trì hoãn việc cụ thể hóa cam kết tài chính và chuyển giao công nghệ. Trong khi các nước đang phát triển thì kiên trì đòi hỏi phải rõ ràng, minh bạch, sẽ được hỗ trợ bao nhiêu và dưới hình thức nào, chuyển giao công nghệ trong những lĩnh vực nào và ở mức độ ra sao. Một số vấn đề chưa giải quyết được trong tuần đàm phán kỹ thuật đã được chuyển lên cho cấp đàm phán chính trị trong tuần này. Ngày hôm nay, đoàn Việt Nam sẽ tham gia đại hội đồng cấp cao của Hiệp hội Khí hậu và Không khí sạch. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Hội nghị Khí hậu của Liên Hợp Quốc Katowice, Ba Lan. Hàng năm thì chính phủ của Nga cấp hơn 800 học bổng cho học sinh và sinh viên của Việt Nam sang Nga theo học. Và đáng chú ý là ở chiều ngược lại thì nhu cầu học tiếng Việt và sang Việt Nam thực tập của các sinh viên Nga cũng không ngừng tăng. Và để đáp ứng cho nhu cầu đó thì cũng như là tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên, nhà khoa học hai nước, vào ngày 10 tháng 12 tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã khai trương văn phòng hợp tác giữa Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông của Liên bang Nga và Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là giai điệu Zanka và cổ gió bay. Em đã mất khoảng 4 ngày để chơi được. Em đã học tiếng Việt ở nước Nga 2 năm rồi. Và bây giờ thì em học tập tiếng Việt ở đây, ở Hà Nội. Các bạn Việt Nam rất thân thiện. Các bạn giúp em học tiếng Việt, còn em giúp họ học tiếng Nga. Bọn em cũng hay nấu ăn với nhau. Và em học được rất nhiều từ vựng về thực phẩm, món ăn Việt Nam. Alisa và Vladimir là hai trong số 21 sinh viên Nga học tiếng Việt có cơ hội sang Việt Nam để thực tập. Phần lớn trong số đó đến từ Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Đây là một trong ba cơ sở đào tạo tiếng Việt lớn tại Liên bang Nga. Kể từ năm 1979, ngành Việt Nam học, tiếng Việt và các vấn đề của Việt Nam là một trong những lĩnh vực nghiên cứu chính tại khoa phương Đông của trường đại học này. Trường cũng đã đào tạo hơn 200 chuyên gia về Việt Nam đang làm việc thành công trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp Nga. Hiện nay, các sinh viên Nga học tiếng Việt thường học thêm cả ngành kỹ sư, khoa học tự nhiên để đến năm thứ ba, năm thứ tư là đã có thể sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm hay tìm kiếm cơ hội việc làm. Vì vậy, chúng tôi rất hoan nghênh không chỉ các giảng viên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt mà cả các giảng viên chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế sang truyền bá kiến thức mới cho sinh viên của chúng tôi. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định thành lập văn phòng hợp tác để tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên cũng như thiết kế những chương trình giảng dạy, nghiên cứu song phương. Chúng tôi thấy là có rất nhiều cái lĩnh vực mà hai bên chúng tôi có thể hợp tác như là văn hóa, khoa học nhân văn, các nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu về hải dương học, để các lĩnh vực về các lĩnh vực công nghệ khác nữa. Cho nên thấy rằng là một cái văn phòng triển khai hợp tác như vậy nó vừa là cần thiết mà nó cũng sẽ đưa các cái ý tưởng hợp tác trở thành hiện thực.
Cũng theo đại diện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, kế hoạch trước mắt của văn phòng này sẽ là tăng cường giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga cho hai phía và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, tại Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông cũng sẽ khai trương văn phòng hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai văn phòng sẽ kết hợp để triển khai các chương trình chung, trong đó có chương trình giảng dạy online. 60 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thụ nằm trong số 300 tác phẩm được mua lại từ một nhà sưu tập nghệ thuật Thái Lan đã được trưng bày tại Hà Nội trong triển lãm mang tên Nguyễn Thụ Hiện thực và trữ tình. Họa sĩ Nguyễn Thụ là một trong 15 học viên khóa 1 của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp thì ông trở thành giảng viên của trường và giữ cương vị là hiệu trưởng từ năm 1985 cho đến năm 1991. Nguyễn Thụ bén duyên tranh lụa ngay từ những ngày đầu đến với hội họa bởi ông tìm thấy trong tranh lụa sự nhẹ nhàng, lãng mạn, gần gũi như chính con người của mình. Nguyễn Thụ là một trong số ít họa sĩ dành cả cuộc đời để vẽ tranh lụa và ghi dấu ấn sâu sắc với thể loại này. Tranh lụa của Nguyễn Thụ khác biệt không chỉ bởi vẻ đẹp thơ mộng mà còn ở tính khái quát cô đọng của các hình tượng nghệ thuật. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20 tháng 12 tại Hà Nội. Ngày 11 tháng 12, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã phê duyệt khoản vay trị giá 45 triệu đô la Mỹ để giúp cho Việt Nam chuyển đổi các thành phố đô thị loại 2 thành các điểm đến du lịch có sức cạnh tranh và phát triển đồng đều hơn về kinh tế. Theo đó, thì dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng giai đoạn 2 do ADB hỗ trợ sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu cần thiết để giúp gia tăng lượng du khách và đầu tư cho các hoạt động du lịch tại các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Dự án cũng phát triển không gian đô thị xanh và bãi biển công cộng ở các tỉnh này, nơi được kỳ vọng mang lại lợi ích cho khoảng 168.000 người dân và khoảng 8 triệu du khách mỗi năm. Dự án hỗ trợ vốn vay của ADB sẽ cải tạo 31 km đường nông thôn, thành thị và 13 bến thuyền phục vụ hành khách để giúp người dân và du khách tiếp cận thuận lợi các địa danh văn hóa, lịch sử ở tất cả các tỉnh tham gia dự án. Thưa quý vị, sau 10 năm chờ đợi thì đội tuyển của Việt Nam đã một lần nữa góp mặt tại trận chung kết AFF Cup. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra tại Malaysia vào tối ngày hôm nay ngày 11 tháng 12. Thời điểm này thì nhiều doanh nghiệp lữ hành phục vụ tour đi Malaysia gần như đã quá tải vì số lượng cổ động viên tăng đột biến và phải tăng thêm cả tuyến. Thế nhưng thì vẫn không đủ đáp ứng được hết tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Sách hướng dẫn, bản đồ, những vật dụng thường có trong một chuyến du lịch giờ đây được thay thế bằng cờ, áo, băng rôn, hành trang mà một người hâm mộ mang theo trên chuyến đi Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Mình là một fan hâm mộ rất là nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam và sau khi trận bán kết thứ hai kết thúc thì ngay lập tức mình và cùng với nhóm bạn của mình là 8 người đã ngay lập tức là quyết định là sẽ bay qua Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thông thường, một tour du lịch đi Malaysia có giá dao động từ 7 triệu đồng, nhưng ở thời điểm này giá đã tăng lên gấp đôi. Giá cả đối với tôi thì không quan trọng, miễn làm sao đồng hành cùng đội tuyển và Park Hang-seo đi đến tận cuối cùng. Tôi là hâm mộ thì tôi đi thôi. Cái mức giá thì bao nhiêu thì mình vinh dự của Tổ quốc là quan trọng hơn cái mức giá một lần đi của mình. Thông tin từ một số công ty du lịch, chỉ trong 3 ngày nay, số lượng khách đặt tour đi Malaysia đã tăng mạnh gấp vài lần. Các hãng lữ hành cũng đã mở thêm tuyến nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Hiện tại thì từ cả ba đầu Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng chúng tôi có hơn 600 chỗ và dự kiến sẽ bán hết trong ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nhấn mạnh thêm là cái vé bóng đá mà để vào sân xem trận đấu này đó là chúng tôi mua từ nguồn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì bảo đảm rằng toàn bộ khách chúng ta sẽ ngồi chung trong chỗ khán đài mà được dành riêng cho cổ động viên Việt Nam để bảo đảm cái mức an toàn tuyệt đối. Cái tình hình chỗ hiện nay thì cũng vẫn còn nhưng còn rất ít. Ra là những cổ động viên nào mà chưa có thời gian để đăng ký trong những ngày vừa qua thì nhanh chân lên đăng ký tại vì số chỗ mỗi cho những chuyến bay của chúng tôi hiện nay chỉ còn chưa tới 10 chỗ. Nên là còn rất là ít. Dự kiến sẽ có hàng nghìn cổ động viên Việt Nam sang Malaysia để xem trận chung kết. Để đảm bảo an toàn cho khách hàng, các công ty du lịch đã gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Hiệp hội du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia để có những biện pháp kịp thời và tăng cường an ninh bảo vệ cho cổ động viên Việt Nam. Còn bây giờ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.